Messi ghi tuyệt phẩm, đưa Inter Miami về đỉnh bảng. Siêu sao Lionel Messi sút từ cự ly 25m ghi bàn trong trận Inter Miami thắng chủ nhà Kansas City 3-2 ở vòng 11 MLS. Phút 51, nhận đường chuyền của David Ruiz, Messi có khoảng trống nên sút luôn từ cự ly khoảng 25m, đưa bóng bay về góc cao sát cột xa, không cho thủ môn chủ nhà cơ hội cản phá. Inter Miami vượt lên dẫn 2-1, còn Messi nâng thành tích sự nghiệp lên 828 bàn. Thủ quân Inter Miami như trút được nỗi giận sau bàn thắng này, khi anh liên tục vung tay đấm vào không trung. Bởi 3 ngày trước, đội bị loại khỏi tứ kết CONCACAF Champions Cup, giải đấu giống như cúp C1 Bắc Trung Mỹ. Lần này, anh tiếp tục đá chính, chơi trọn trận đấu. Messi còn ghi dấu ấn ở bàn đầu tiên của đội khách ở phút 18, với đường chọc khe cho tiền vệ Diego Gomez phá bẫy Việt vị ghi bàn gỡ hòa 1-1. Pha kiến tạo mang đúng thương hiệu của Messi, báo USA Today bình luận. Đường chuyền chân trái huyền thoại của anh giúp Inter Miami gỡ hòa. Sức hút của Messi vẫn đáng kể tại Mỹ, khi Kansas phá kỷ lục khán giả đến sân ở trận này. Thông thường, họ chơi trên sân Chidenser Messi với sức chứa chỉ 18.500 khán giả. Nhưng khi đón tiếp Messi và đồng đội, Kansas dùng sân Arrowhead, thường dùng cho các trận bóng bầu dục Mỹ, NFL. Hơn 70.000 khán giả đã tới sân xem Messi thi đấu tối ngày 13 tháng 4, phá kỷ lục cũ 52.424 khán giả xem trận Kansas City giao hữu với Man UTD cũng trên sân Arrowhead năm 2010. Nhiều khán giả mặc áo Kansas, nhưng cầm điện thoại quay Messi phần lớn thời lượng. Trận đấu hai lần bị dừng vì có khán giả chạy vào sân, để được đứng cạnh siêu sao Argentina. Đầu tiên là một cậu bé, được khán giả reo vang cổ vũ. Sau đó, một người trưởng thành chạy vào, nhưng bị vệ sĩ Yacine Chueco của riêng Messi ngăn chặn. Messi được Sofaco chấm 8,8 điểm ở trận này, nhưng không phải cầu thủ hay nhất. Gomez gây ấn tượng với 9,1 điểm. Trong đó có pha cướp bóng và căng ngang dọn cổ cho Luis Suarez đệm bóng ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội khách. Chiến thắng giúp Inter Miami trở lại đỉnh bảng MLS bằng điểm New York Red Bulls nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Sau chuỗi trận chỉ cách nhau 3 ngày, Miami sẽ được nghỉ một tuần, rồi tiếp Nashville ở vòng 12 MLS ngày 20 tháng 4. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.